Những ngày này, trên khắp các trục đường chính, trung tâm xã, thị trấn của huyện Sông Mã tràn ngập băng rôn, pano áp phích, khẩu ngữ tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, công tác chuẩn bị cho bầu cử được tiến hành chu đáo, bảo đảm đúng quy định, quy trình. Tất cả để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Để cuộc bầu cử triển khai theo đúng quy định, Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện Sông Mã đã quán triệt triển khai 100% văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường vụ huyện ủy đã lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ quan đơn vị, tổ chức liên quan thành lập 4 tiểu ban giúp việc cho Ủy ban bầu cử, gồm tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo, tiểu ban thông tin tuyên truyền, tiểu ban vật chất phục vụ, tiểu ban an ninh trật tự, an toàn xã hội. 100% xã, thị trấn đã thành lập Ủy ban bầu cử đảm bảo đúng thời gian, số lượng thành viên theo luật định, đồng thời hoàn thành việc thành lập tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu. Ban Thường vụ huyện ủy đã thông báo giới thiệu 1 nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, 10 nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với các địa phương, huyện Sông Mã đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lựa chọn được 61 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 83,6% và 795 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thì 100% người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của huyện Sông Mã thì cũng đã được thẩm định về tiêu chuẩn chính trị và đã được Ban Thường vụ huyện ủy huyện Sông Mã kết luận. Có thể nói rằng công tác chuẩn bị nhân sự cho đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của huyện Sông Mã đã được đảm bảo theo đúng quy trình và công tâm, khách quan. Và đến thời điểm này thì huyện ủy huyện Sông Mã cũng chưa nhận được đơn thư khiếu nại tố cáo về các nhân sự ứng cử. Để việc triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh theo đúng quy định pháp luật, huyện Sông Mã đã tổ chức các lớp tập huấn công tác bầu cử cho thành viên Ủy ban bầu cử huyện, các ban bầu cử huyện, Ủy ban bầu cử cấp xã. Trong đó, tập trung hướng dẫn, trình tự, chuẩn bị công tác tổ chức các hội nghị hiệp thương, hướng dẫn quy trình, thủ tục các hội nghị giới thiệu ứng cử và hội nghị hiệp thương lần thứ 2, hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Theo thời gian quy định, chủ trì phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đánh giá chung thì công tác thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự để ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với các cấp, các ngành và các cơ quan đơn vị để triển khai tổ chức thực hiện đã được thực hiện đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Và do vậy mà trong thời gian vừa qua thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ cấp huyện cho đến cấp xã là chưa nhận được đơn thư kiến nghị hay là khiếu nại tố cáo đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được chú trọng. Các tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn, các bản tổ dân phố đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tới toàn thể cán bộ đảng viên, cử tri và nhân dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Việc lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức tài trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là nhiệm vụ trọng tâm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân năm 2021. Đặc biệt, với cử tri khu vực biên giới, huyện Sông Mã đã phối hợp tốt với các đồn biên phòng, nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh, an toàn, đồng thời tuyên truyền để mỗi người dân và cử tri hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử. Năm nay toàn bộ cái băng đĩa tuyên truyền về ba cái ngôn ngữ đó, ba thứ tiếng, tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Mông ấy, thì đều là những bản mềm gửi cho các xã và cho các bản. Và các bản có thể cán bộ
của các bạn có thể là chỉ cần sử dụng điện thoại và mở để tăng lên đối với các cái hệ thống loa truyền thanh là bà con nhân dân có thể nghe được rồi. Dưới cái nắng oi ả gần 40 độ C của vùng biên giới sông Mã, Trung tá Đào Minh Ngọc, cán bộ đội vận động quần chúng, đồn biên phòng cửa khẩu Triền Khương vẫn miệt mài đi xe máy đến từng bản làng xa xôi để tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Hơn một tháng nay, chiếc loa di động được gắn trên xe máy như thế này đã trở thành công cụ chính trong việc tuyên truyền đến người dân vùng biên về ngày hội toàn dân sắp tới. Đường đi lại là khó khăn, là qua đèo qua suối nhiều, hai là đường đất đá gồ ghề và nhiều xe các phương tiện là không thể đi đến được. Cho nên là với phương tiện là chỉ là một chiếc xe máy và một cái loa gắn trên xe thì nó sẽ vận động được bà con đi vào từng bản một và từng ngõ ngách ở trong bản một. Thông qua những nội dung được phát qua tiếng loa tuyên truyền bằng các thứ tiếng như phổ thông, tiếng Mông và tiếng Thái, người dân ở vùng biên giới xa xôi đã biết được tầm quan trọng của cuộc bầu cử sắp tới. Qua đó, giúp họ có nhận thức đúng đắn về quyền lợi cũng như nghĩa vụ của công dân khi ở vai trò là cử tri tham gia bỏ phiếu, lựa chọn những người ưu tú bầu vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Đồng thời, họ cũng ý thức được và tuyên truyền lại cho những người dân khác trong bản. Thông báo cho các hộ có gia đình, các hộ gia đình có trường hợp đi làm ăn xa thì thường xuyên là gọi điện trao đổi với thành viên trong gia đình phải về nhà bầu cử trước ngày 23 tháng 5 phải có mặt tại cơ sở bản nơi bỏ phiếu nơi cư trú. Đặc biệt là cái tổ lưu động của đồn biên phòng cửa khẩu Triền Khương đã đi hết các cái ngõ ngách của từng cái bản để người dân người ta nghe được những cái thông tin liên quan đến công tác bầu cử Quốc hội cũng như đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp. Như vậy là nâng cao được cái ý thức của người dân liên quan đến công tác bầu cử. Toàn huyện Sông Mã có 167 tổ bầu cử. Đến nay, Ủy ban bầu cử các xã thị trấn đã hoàn thành việc trang trí khánh tiết, chuẩn bị 167 hòm phiếu chính và 167 hòm phiếu phụ để 92.933 cử tri toàn huyện tham gia bỏ phiếu đúng thời gian quy định. Về khu vực bỏ phiếu thì Ủy ban thị trấn cũng đã chỉ đạo các tổ bầu cử nhận những cái tài liệu cũng như là cái băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền của phòng nội vụ huyện Sông Mã về để tiếp tục trang trí ở khu vực bỏ phiếu. Thì hiện tại giờ khu vực bỏ phiếu thì chúng tôi cơ bản đã gần như hoàn thiện về cái trang trí ở khu vực bỏ phiếu. Hiện nay huyện Sông Mã có khoảng 12.000 lao động đi làm ăn xa ngoài tỉnh. Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thông tin tới từng cử tri, nắm chắc danh sách cử tri sẽ bỏ phiếu tại địa phương, đảm bảo mọi công dân được biết, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày hội lớn của đất nước đang đến gần, cũng là lúc mỗi cử tri huyện Sông Mã phấn khởi vào những kết quả của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời có nhiều ý kiến tâm huyết và kỳ vọng gửi tới các đại biểu sẽ được bầu trong nhiệm kỳ 2021-2026. Là một cử tri, tôi mong muốn các vị được bầu vào đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Thì tôi mong muốn là các vị sẽ có những quyết sách và những cái hướng đi mới phát triển cho đất nước và đặc biệt là quan tâm đến thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên để hướng đi khởi nghiệp, đưa đất nước chúng ta phát triển hơn nữa. Bây giờ đầu tư của các công ty tạo công ăn việc làm cho nhân dân ở địa phương thì thực ra là chưa có công ty nào đầu tư. Chính vì thế là học sinh ra trường chưa có việc làm cũng rất nhiều. Học sinh là những người có trong độ tuổi lao động thì cũng còn lắm. Mà tự bươn trải là kiểu như là lao động thủ công, buôn bán là nhỏ lẻ, là tiểu thương nghiệp, thủ công nghiệp, thậm chí là rất thủ công nữa. Thì cái này cũng mong muốn là thoát khỏi những cái ý thì chỉ có kỳ vọng là các ông, các bà, chúng đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp kỳ tới này sẽ tạo ra những cái môi trường lao động sạch, đẹp cho dân và có nguồn thu đảm bảo cuộc sống cho nhân dân. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, huyện Sông Mã đã chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.